Bất ngờ anh sết để thừa tiếng tại tiếng mà anh sết không có vợ thì lý do nào mà anh sết lại để thừa tiếng đó, thì câu chuyện này như thế nào thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những màn khô thì mong rằng tất cả cô chú anh chị em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé. Trời ơi trời, không để em đi bộ. Rồi không ngày sao anh có em cho có mấy cái chị mà xin số anh đó em cho rồi không ngày tâm sự với chị đường nào được chưa? Là sao? Là sao? Là sao? À, coi như là chiếc xe nó tưởng xe của anh rồi anh nói là không phải rồi xù hả? Ủa? Rồi cái chị gì? Cái chị hô kết nối với anh được hôm bữa nào xuống với em mà anh nói gì vậy? Là Nó sao? buồn quá buồn à. Xuống Nó xuống quá buồn quá à. Làm gì liền à. xuống nhận chỗ tới cho anh. Xuống tới nhà luôn rồi. Tới nhà buồn quá. Một hai mấy đưa nó về liền. Thôi chạy mấy luôn. Nói chuyện đừng chữ thề. Trời ơi, nói chuyện sao chữ thề không vậy? Quên Anh ơi, nói chuyện trên cộng đồng mạng anh chữ thề người ta cười anh chết. Rồi, em cho rồi mà mấy chị đã xin số anh rồi, cái chị đó lại tới nhà anh luôn nhưng mà thấy buồn quá rồi đi về liền. Sao mà chị nói là vài bữa đó là anh với chị đi xuống cho em. Thì bảo vậy nó mới nói như vậy, bà nói cho mình tin điện thoại như vậy đó, mà nó không có chẳng mới bà về mới sáng qua Rồi xuống xuống ở đêm hay gì? nè, thì bà xuống rồi bán là 3 giờ chiều rồi xuống bắt đầu năn nỉ bà thôi lỡ rồi giờ thôi không được thì mới về, không chịu một hai bắt đầu về rồi giờ dân mùng dân cho mũng con nó biết sao vậy. Rồi, về liền hay là ở lại qua bữa sau mới về? Một có gì liền Về liền. Buồn quá, chịu không nổi. Rồi, mà mấy bà đó là chạy chân hả? Không bà nào chịu chứ hả? chạy hết rồi. Trời ơi, xin số anh nhóc hết trận luôn, cho nhóc chân cuối cuộc là không được bà nào chứ. Nó thử xe của anh như có xe 7 chỗ là không có tài được à, báo không. Thôi mấy mấy người đó là vậy là đâu thương anh thật lòng đâu. Đâu có vậy. Nếu mà cái người nào thương anh thật lòng á, anh chẳng có cái gì chơi người ta mới gọi là thương anh thật lòng. Còn thấy chiếc xe đậu ở trước cửa bữa đó tưởng đâu xe anh này xin số con nhóc cho hả? Cái bà Long An muốn bàn cho đó, nói giờ về anh nuôi vậy cho em nuôi gì đó. Nhỏ con tên Quần Yến, Quần Yến gì đó, kim vàng đó. Nó dốc rồi kia, xe là xe của anh chứ làm gì xe của Tiến. Không tin à. Nó không tin, nó không phải xe Tiến. Ủa, bây giờ anh hỏi bây giờ thương anh hay là thương xe? Anh hỏi gì đó? Trời ơi. Vậy Trời là ơi vậy, báo vậy là xe đó đời tưởng xe của anh nên mới bả mới phái. Còn cái chị mà xuống nhà anh là có đòi hỏi xe cậu gì không? bà không nói vậy á, từ tự nhiên vậy nha, bầu đội về giờ thấy nó cũng hỏi tại lý do tao làm tin không nói đi nói lại chứ. Rồi thứ nhất là cái chỗ của anh thật sự mà nói á là cho anh buồn thiệt. Những người mà đang sống mà như đang sống ở chỗ em đây nè, là nhà cửa nó khít vách vậy nè mà đi lại tới cho anh đó, thì em cái cảm giác em cũng buồn thiệt. Nhưng mà đã lớn tuổi rồi, sống ở chỗ đó nó yên tịnh, nó thoải mái,
chứ có cái gì đâu, có vợ chồng người sống mà còn ham vui gì nữa trời. Là gì? Đó đi tiếng Anh, mấy bạn đó đi tiếng Anh. Không, em nói anh nè, người ta xin số thì Rồi. em có nhiệm vụ để em cho, còn mà để mà kết nối với anh được không được đó là quyền của anh, chứ em không xen vào, Đúng rồi. chứ em đâu xen vào chi. Đúng rồi, giờ cho anh nói gì nè. Kiếm con nào bằng tuổi anh đi. Bằng tuổi Ở đâu gì, bằng em nói anh nè, anh lên cái Zalo, trong Zalo của em á anh xem, nếu mà cảm thấy thích thích cô nào thì chụp cái màn hình gửi qua cho em đó. Cái thứ nhất là anh phải coi từ đầu cuối, từ đầu clip đến cuối clip, coi coi cô ta muốn cái gì và cần những gì đó. Bây giờ em có đăng cái chị mà nuôi heo đó à, anh chịu không? đâu gặp thì biết rồi, gặp bà coi sao. Không, chị này là tướng cao ráo bự ngừ đẹp ngừ. ủa Mày muốn là nói gì ủa mà ngã rồi, ủa em đăng lên anh không có xem sao? đâu thấy đâu. Trời ơi, hôn có gì ông không xem rồi không thấy gì. Anh vô cái Zalo của em anh coi. Chút xíu nữa đi, anh không biết coi ở ngoài á thì anh cứ vô Zalo của em xem, tại vì em có kết bạn với anh thì anh cứ bấm vô cái Zalo của em, kêu cháu ấy, chỉ bấm vô là anh lướt lên xem đó. Em có đăng ngày qua cái chị đó là Hiền đó, chỉ là người dân tộc, anh chịu không? Rồi, biết là sao, biết lo luôn giờ luôn chồng luôn con được rồi. Chị đó được đó, biết lo làm ăn nè, chị đó không chọn nghèo hay giàu, chị nói miễn biết thương yêu thật lòng là được, ở bên nhà chị cũng được mà về bên anh cũng được. Ừ, đó mà em thấy là hả, bây giờ anh có muốn ấy thì anh bữa nào anh chạy qua đây đi, em chở xuống tới nhà chị. Giờ bây giờ tại nhiều như mới ở mà nghĩ bán số, bây giờ người bán rồi đâu nó bán không đi được, bán rồi không cho ai nha, Đâu có, được không? coi như là bán anh ấy buổi sáng rồi đúng không, hay là buổi chiều? Anh ấy buổi sáng hay buổi chiều? Buổi chiều, buổi sáng Buổi sáng là buổi bán chiều, buổi chiều không có làm phải không? làm ngặt về đi bệnh rồi qua đây quay về mà người bán lỡ bệnh lắm, xin nghỉ bữa. Không mấy xin nghỉ bữa. Bây giờ bữa nay Ngồi xa ra, ngồi xa ra, đừng có chạm vô, ngồi xa ra. Ngồi bình thường chứ đừng có chạm. Không, trời ơi, bộ anh không nghe mà em nói chuyện anh không nghe hả? Nghe sao chạm vô chứ vậy? Khoan khoan bây giờ vậy nè, không, chủ nhật em có công việc rồi, em chủ nhật cái chị kia mời qua tới nhà đang em đi quay rồi. Bây giờ nè, chút xíu nữa em điện cho chị kia, em cho số Zalo hai người, rồi tự tìm hiểu nhau, cảm thấy được rồi anh đi lại tới nhà chị đó tham quan coi như thế nào nha. Đó. Ừ, coi cái tâm sự coi như thế nào, chút xíu nữa em cho. Nó để rồi tâm sự đi, anh cảm thấy con này được thì bữa nào anh sắp xếp điện tiếng ơi, mà em rảnh không chở anh đi tới nhà cô đó để coi tình hình như thế nào đó. Gì đó Vậy chưa 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 gì chân, ok. Rồi là coi như là mấy bà kia xong ha. trong bài đó. Trời ơi, mấy người kia là chỉ là nói xe cậu thôi chứ không có tìm hiểu anh, không có nói chuyện gì chân hả? Trời ơi, Chạy về qua chi cho bỏ bỏ ba cân rồi tội trời nghiệp ơi, trời, không để anh đi bộ. không. Anh nói chơi giỡn chứ, nói bụng bắt đầu mới hỏi chung xe bảy Từ nhà em qua anh em chạy xe Honda sao chạy nổi. thì bởi vậy nó nói không tin đó. Trời ơi, anh có xe không có xe thì đâu quan trọng, trời, quan trọng là hoa yêu nha thật lòng, chứ đợi anh có xe 7 chỗ mới thương anh hả? Chết luôn rồi, thôi cái này là mấy cô nương này đi đi tìm xe chứ không phải đi tìm tìm bạn đời. Vậy À. rồi.
tâm sự. Vậy đi, vậy đi Tiến ơi, lát Tiến cho theo số điện thoại nha. Từ từ tâm sự hồi đi, gấp gáp gì? Anh có làm gì không? Anh có làm gì không? Rồi mà đi lấy mới về nè, đi bán mới về nè. Đi đi giao số mới về ha. Gầu thiệt chứ mấy chị này khác biết. Cái bữa đó đăng anh lên rồi đâu cái mấy chị xin số nhóc cho rồi em cho đó, em tưởng đâu rồi. Rồi cái chị kia nói em cũng mừng, nói là kết nối được với anh rồi, hứa là anh với chị đi tới chỗ em. Đúng rồi đó, mà rút cuộc đâu là rồi coi như không còn bà nào chứ. Mày không à? Làm tờ giá cho mày. Trời ơi, có liên can gì tới em? Tại mấy người đó là ham của cải chứ không phải là ham anh, hiểu không? Tại vậy lắm. Mà nếu mà thật sự gì anh cũng đừng có buồn. Tại vì nếu mà anh không có tài sản thì về người ta cũng bỏ anh à. Đúng rồi. Mà bây giờ anh kiếm ngày mấy trăm ngàn, hai chồng già sống được rồi, còn đòi hỏi gì nữa trời? Thì thế rồi. Bà đời mà cái 97 chỗ không mà em ơi. Có cười hoài à. Có con nhỏ là ngoan ha. Có tên gì à, nó kịp vàng cục vàng gì đó. Hả? Ủa Minh Hoàng, máy Minh Hoàng á. Nó biểu là nó ở đâu ngoan. Nó biểu là bây giờ mà nó là mai nó xuống đây nè, 97 chỗ mà giấu nó động thôi, thì tao đừng đi xuống. Để bất công nó không có, mà nó không tin thôi đừng xuống. Đúng rồi, mình có thì sao mình nói vậy chứ. Mình nói dốc thì người ta xuống, người ta không có, người ta cũng bỏ mình thôi. Bởi vậy, nó khổ, nó đừng xuống lên. Mà nó nói dốc rồi kìa. Tức là mà nhà anh mà không có xe con Tiến, không tin. Nó không tin điện Tiến. Trời ơi, khổ hết chứ khổ thiệt chứ. Mai mốt chắc em đi xem đa ha. mười mốt em lại nhân vật nào em đi xong ra, đừng cho ai hiểu lầm là xe của người đó. Ở gì gầu hết chứ gầu thiệt chứ. Bây giờ đi anh, nói chung ra là thôi bây giờ em gán anh giúp giúp cho anh là cái chị đó, em thấy là chị đó hiền đó, nói chung là chị đó hiền đó. Đó. Để rồi vậy thôi, vậy là lát anh ấy tiếp một chút xíu nữa em gửi cái Zalo cho anh kết bạn với người đó rồi. Anh hiểu rồi. Rồi cho số điện thoại đầu tiên á, anh lấy số điện thoại anh điện nói là em cho nó hình tiếng cho số, thấy em nói chuyện trên video dễ thương quá, anh muốn kết bạn đó. Rồi tìm hiểu anh cứ gì anh nói thật đi, anh đừng có giấu giếm hay đừng gì, mà anh hổm ra anh cũng nói thật, anh đâu có giấu cái gì đâu. Mà tại mấy người kia ham của cải chứ đâu thương yêu anh, đâu thương yêu gì đâu. Đi tiền mà không biết đó là tính đi tiền không. Thôi nói chung ra bây giờ á thì mình có không trách người ta được, tại vì đó là cái quyền riêng tư, quyền cá nhân. Đến với mình thì mình cảm ơn, không đến thì mình cũng cảm ơn. Đúng rồi. Chứ không có gì hết đó. Không có gì. Bây giờ anh nói đi, anh nói cái clip này đi để em đăng lên, có chị nào bây giờ anh kể anh ra rồi có cái chị nào bữa hổm nói là cái nhà này không phải nhà của anh, nhà có anh ở ké ở đậu gì đó. Vậy là anh nói lại đi cho khán giả hiểu rõ hơn, gàn hơn đó. Dạ hả, thì ở chung cháu, tôi nói ở chung với cháu, ở chung với cháu mà sau này có bà vợ dở đó được không? Thì nó ở gì mà nó có nhập gì đâu, nó ở bên phòng đó thì ở muốn tới luôn, không có cháu ngoài đâu. Coi như không, cái dạ. Hả? Dạ. Kêu con cháu lên hỏi cho rõ ràng luôn coi. Chị lên đây. Dạ, lên đây. Nó bắt năm là cái xe nó đang dưới xe khắp bên nè. Vậy hả? Nói. Dạ, rồi lên đây. Nghe nha. Ngồi xin bên anh ngồi xin bên cho cháu ngồi bên. Bác nó mới ở rồi, cho cháu ở vui có gì đâu. Em ơi. Bây giờ á này mấy chị đó có nhiều chị nói là nhà này là không phải nhà ảnh,
Rồi chừng nữa bây giờ nếu mà này chú hả cậu? Bác, rồi chừng nữa ổng về rồi em có cho vợ mới về chung với ổng không? Sao em thấy được thì em cho ở, còn không thì thôi. Người nào cũng về cũng cho ở em hay đâu đó đàng hoàng. Đó, về đây trước khi về đây em nói bác cháu về đây nói rõ ràng hết. Rồi được em nói thì em cho ở, còn không được thì thôi. Theo như em là được là được làm sao? Em giải thích cái câu được đó cho khán giả hiểu rõ hơn nghe. Thì ở gọn gàng ngăn nắp rồi sạch sẽ rồi đó, lịch sự rồi đó, vậy Là ok ha, còn ở mà bề bộn mà ở dơ quá là thôi ha. thôi. Em không chịu rồi, em không cho ở, nó thiệt. Rồi hồi hồi đó tới giờ ổng không có nhà hả? Không, đó giờ ông đi ở bên nhà, bên vợ trước đó quá, rồi sau này thôi ông mới về đây mà ở. Coi như là hồi lúc trước là chú ở bên vợ trước rồi, rồi thâu vợ rồi giờ mới về đây ở với em ha. Bác là sao? Bắt Bác bắt gục ha. bắt Cũng như là cái này là ba cái này là ba 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 của em này lớn hay nhỏ? em Em nhỏ hả? Em bác em. Rồi thì anh hỏi hỏi cho rõ đi để nhiều người người ta thắc mắc là trước khi muốn đến phải cho nó rõ ràng để mai kia muốn nói ổng có vợ rồi đem về em không cho nó khổ. không thì đâu đó rồi tới nhị, chứ về phải tới nhị này kia nhỏ thì em cứ ở bình thường đi đâu, không không đỡ rồi. Em có vợ chưa? Có vợ rồi hả? Vậy là cũng đang sống chung một căn nhà đó ha. Thì bây giờ vợ em đang đi làm ở xa, còn có mình em với ông ở nhà thôi. Rồi vậy Mà cái đi. này có để thì nếu mà gặp đi về đây đi thì coi như thế nào đã chưa, bây giờ mình mới quen thôi chưa nói là vợ chồng này kia nọ gì hết, thì nào chính thức về vợ chồng về đây đi cái nói chuyện đó tính sao. Đúng rồi thì chính thức vợ chồng mới mới về ở chứ đâu Còn có gì phải vậy. về chơi Về chơi thì bình thường ha. còn nó ở này ở thì mình sắp xếp ở đâu đó ngăn nắp đàng hoàng hết. Rồi vậy đi. Đã Rồi vậy đi, thôi để chút xíu nữa cho cái anh clip này để mà tâm sự với cái chị kia làm sao. Cái chị kia có nói nó nếu về bên đây ở không ấy, về nhà chị ở cũng được. Về 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 đó rồi. là về đó anh nuôi heo, heo đẻ. Nói gì luôn heo quái nữa Phải nữa hả? à. Nuôi heo đâu có gì đâu cực, đâu có gì đâu cực. sáng sáng Nuôi sáng heo thì sáng sáng anh ra anh tắm heo, sáng anh ra tắm heo cho heo ăn rồi xong. mình chiên lắm, mình chiên vô đó làm này đó Còn không ấy lắm. thì mình đi mình bắt mối đi đi bỏ mối số gì nè, đó Thì thế vậy vậy là kiếm thêm. bình thường làm sao mới được chứ mà. Về vậy đây kia tiếng Rồi 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 rồi. chào chào. Dạ.